Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay em tiếp tục lên clip chia sẻ cô chú anh chị mình những cái cách lay da có tại vườn nha. Thì hôm nay có mấy cây đang có hoa nè, em lên clip chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng ngắm và mình cùng sưu tầm luôn ha. Thì đầu video chia sẻ cho anh chị mình một cây Madam Edit bông gold lai với lại Mem Anna. Đó, hai cây lai với nhau ra mặt hoa này rồi người ta cấy mô làm tem đồng loạt. Đó, ra mặt hoa rất đẹp luôn, anh chị thấy không? Em thích nhất là cái gì, cái lưỡi của nó. Trời ơi, nhìn cái lưỡi đó đỏ nhung lên nhìn rất là đẹp luôn ha, cánh hoa màu hồng hồng. Tôi để cái phía bên đây nó nắng nó đỏ, nhìn thấy cái màu của nó nè. Đó, hai bên đầu cánh nè, đỏ cánh hoa thì hồng. Cây này mã số của nó là mã B12 nha, mã B12. Tên cây em có để trên màn hình video cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi cái tên của nó ha. Hoa rất là thơm nha anh chị mình, hoa rất là thơm nha. Thì hoa này, cây hoa bói thì sai hoa của nó cũng chưa to lắm. Đó, hoa nè, ở thân cây, chậu cây chia sẻ cho anh chị mình thì như thế này. Thì em bán cho anh chị mình là hàng lá giá 180.000 một chậu, cây trồng thường bằng vỏ thông, sai cây như thế này, mã B12 180.000. Đây mặt hoa cho anh chị sưu tầm đây. Hoa này dạng của nó gần, nó khoảng tầm 9 đến 10 cm ha. Đó, nếu mà trồng cây to lực thì có thể 11 đến 12, 13 cm. Đó, tại vì cây này nó mới ra hoa bói đầu tiên, em cũng chưa biết được cái hoa cực đại của nó là bao nhiêu. Đó, rất là đẹp luôn, nhìn cái lưỡi nè, rất là cưng luôn ha, thơm, cực kỳ thơm. Chỉ 180.000 thôi. Anh chị nào mình thích thì mình chốt liền cho em chia sẻ cho mình anh chị mình là cây hàng lá chưa hoa nha, giá 180.000. Hàng lá chưa hoa 180.000, chốt cho em mã B12, hoa cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm luôn. Đó, nhìn thấy không? Đó, cánh hoa nhìn ửng ửng hồng và điểm nhấn hai bên đầu cánh nè. Đó, có đường gân chạy vô màu, đặc biệt cái lưỡi. Trời ơi, nhìn nó nhung lên nhìn rất là đẹp luôn ha, vừa thơm vừa đẹp nữa. Giá chỉ có 180.000, chốt liền cho em mã B12 nha. Cây đã trồng lại vỏ thông rồi cho nên về anh chị mình chỉ treo lên chăm sóc và mình chờ ngắm hoa thôi. Đây em mới về một cây cát mini. Cây này tên gọi là cây thủy sấu ha, thủy sấu. Thì đây mặt hoa, cây này nó mới ra hoa bói nên nó chỉ có một bông thôi. Đây cái cây này hồi trước vườn nhà em nở, cái cây này là cây đầu tiên em mua, giá nó khá là cao. Đó mà đợt này nó về được một lô, cây giá khá mềm cho anh chị sưu tầm ha. Thì đây cùng lô với nó là cây đã có hoa nè. Đây sai cây như thế này ha, thủy sáu chốt treo là mã D7 ha. Mã D7 250.000 nha. 250.000 hoa nè, nhìn màu rất là ma mị, rất đẹp luôn. Bây giờ tự nhiên tắt nắng rồi cho nên nhìn cái màu hoa nó không có được sáng. Đây cho anh chị mình xem cái màu hoa. Đó này, hoa chùm nha, cực kỳ đẹp luôn, màu sắc rất là ma mị, rất đẹp luôn. Cây trồng thuần bằng vỏ thông, mã D7. Chốt treo là 250.000 ha, cây trồng thuần bằng vỏ thông như thế này. 250.000, mặt hoa rất là đẹp, rất là cưng luôn anh chị mình. Đó, cây này hình hoa mẫu ở trên vườn là cái cây hồi trước em mua là cái cây gốc của nó. Đó, giá là rất là khá, cũng khá là cao đó. Mà bây giờ về kiếm được một vườn có cái lô cây này. Đó, size này size đã trưởng thành nè, hoa này hoa bói rồi nè. Rất là đẹp luôn ha, 250.000 thôi. Chốt cho em mã D7 ha, xiên hoa cực kỳ luôn. Mã D7 250.000, một mặt hoa chùm hoa mini cực kỳ đẹp ha. Cây này gọi tên gọi nó là thủy sấu nha, còn tên đầy đủ của nó thì em chưa tra ra được. Đó, chưa tra được mình cứ gọi nó là cây thủy cát mini thủy sấu ha. Đó, cát mini thủy sấu, hoặc chốt chê là mã chốt là mã D7 nha, 250.000 một chậu, rất là đẹp luôn. Rồi đây em có một chậu mini, chậu này hoa trung chứ không phải mini nữa, cây rất là to, rất là đẹp luôn. Đây chậu này, một chậu duy nhất nha, đang hoa như thế này. Chia sẻ cho anh chị mình, chậu rất là nhiều thân, rất là to luôn. Chia sẻ anh chị mình giá 400.000 ha, 400.000, màu hồng hồng rất là cưng luôn ha, 400.000 một chậu rất là đẹp luôn, đang ba hoa thế này. Đó, do cái cần của nó nặng quá, nó cong xuống như thế này nè. Đó, màu rất là đẹp luôn, thân lá rất là to, rất là đẹp, chậu cây rất là nhiều thân luôn. 400.000 chốt cho em mini màu hồng, mini hoa chùm màu hồng ha, chốt cho em màu hồng hoa chùm đi. Tại cái này cũng không phải mini, nó hoa trung hoa chùm rất là đẹp luôn ha. Đó, hoặc anh chị mình chụp hình mẫu hoa này mình gửi qua Zalo số 0933124442 của em, mình chốt hàng 400.000 ha. Hoàn chốt cho em chậu cát hoa chùm 400.000. Đó, rất là đẹp luôn. Cây nè, cực kỳ to, cực kỳ đẹp. Em chỉ có một chậu duy nhất thôi nha, một chậu duy nhất. Mặt hoa này mà em ở vườn nó sổ ra nên em cũng không có chưa rõ tên của nó. Đó, mình cứ chốt cho em 400.000 ha, rất là đẹp luôn. Một chậu duy nhất thôi nha, không có chậu thứ hai đâu anh chị mình. Vườn em hiện tại giờ chỉ có một chậu duy nhất thôi, chốt liền cho em. Rồi lên cho anh chị mình cây bảo nghi ha, bảo nghi có nụ. Lên cho anh chị mình về mình có hoa mình ngắm liền. Thì cây này nụ bói cho nên là nó nở ra nó có chưa có được căng,
nên là hoa bói thì thường thì nó nở, nó sẽ không có căng to như là cái cây mình trồng thuần ở vườn đó. Màu cam thì nó rất là đẹp, rất là thơm luôn nha, cho anh chị mình xem cái màu sắc của vuông. Còn cái này là cái hoa mẫu, cho anh chị mình xem mà nó nở thuần ở vườn ha. Đây có cây nụ, thì cây thường nó bói thì mình xem về cái khuôn hoa và cái màu sắc của nó thôi ha. Rồi đây chậu chia sẻ cho anh chị mình 180.000, bảo nghi chốt cho em mã A8 nha. Ôi mã này mã là mã A4 chứ, mã A4 nha, cát bảo nghi đang có nụ luôn nè, hoa rất là thơm luôn nha anh chị mình. Cây này là hoa cách lớn nha, tại cây này cây nó nở bói, tại do hàng nụ em vận chuyển về á, cho nên là nó không có nở, nó không có to, không có căng hết ra được đó. Đây cây nụ như thế này về anh chị mình trồng thuần nở lần thứ hai thì hoa nó mới to và màu sắc màu cam lên sẽ rất là đậm đà, rất là đẹp luôn ha. 180.000 chốt cho em mã A4 nha. A4 anh ơi, coi hồi trước em bán tuyết hoa nhiêu chậu anh? Đây rất là đẹp luôn nha. Ở bảo ngay chốt liền cho em mã A4, hoa thơm lắm nha anh chị mình. Ở đây một cây hoa trung, hoa chùm cực kỳ đẹp luôn, Dolosa 3A3 ở màu trắng tinh luôn, hoa chùm nha. Ở cái lưỡi nè, rất là duyên dáng như là một cái đuôi cá vậy đó. Nhìn cái hoa rất là duyên dáng, rất là đẹp luôn anh chị ha. Này hoa chùm ha, hoa chung, hoa chùm màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Mã chốt cho em là mã M6. Mã M6 ha, Dolosa 3A3. Dolosa 3A3 màu trắng, hoa thơm lắm nha chị mình, cực kỳ thơm nha hoa. Những cái dòng mà hoa chùm á thì rất là ít cây thơm. Đó, nhưng mà những cái cây thơm như thế này anh chị mình nên chơi nhanh, sưu tầm liền cho em ha. Đây chậu cây chia sẻ cho anh chị mình như thế này, 150.000 chốt cho em mã M6 nha. M6 em có để lúc nào trên màn hình cũng có tên cây đó, hoặc là mẫu hoa nè, mã số tên cây trên màn hình cho anh chị mình dễ chốt hàng đặt hàng ha. Và số điện thoại liên hệ trên màn hình luôn, anh chị mình có liên hệ trực tiếp của đó mình đặt hàng giúp em nha. Mình cứ nhắn tin qua số điện thoại, qua số Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại cho em là em sẽ chốt hàng cho anh chị mình ha. Đó, M6 rất là đẹp luôn, hoa chùm nha. Đó này, anh chị mình trồng thuần vườn càng lâu nó ra hoa càng nhiều và càng đẹp luôn nha anh chị mình, rất là xiên luôn. Ở 150.000 thôi chốt cho em mã M6. Rồi em có cây lục đại thường đang ra hoa, đây là cái chậu khủng vườn em trồng chậu to tác phẩm ở vườn. Ở rất là đẹp luôn, tại cây này hoa rất là thơm, rất là đẹp và số lượng hiện tại bây giờ số lượng hàng cũng không có nhiều. Đó cho nên là em trồng vài chậu to ở vườn để chơi, với lại những anh chị nào mà thích chậu khủng thì mình có thể sưu tầm chậu khủng, chậu tác phẩm về mình chơi. Đây lục đại thường cây này nó mới nở ha, nó là màu xanh cốm cho anh chị mình, mới nở nó sẽ màu như thế này và dần dần nó sẽ qua ngày thứ hai thứ ba nó sẽ lên màu xanh cốm đó ha. Cái màu xanh cốm lưỡi tím rất là thơm nha, hoa cực kỳ thơm luôn, hoa chùm đó anh chị thấy không, cái vòi hoa rất là cao đó, vòi hoa nó rất là cao cho nên là cái hoa to mà hoa chùm nữa rất là đẹp, rất là mê luôn ha. Cây này thân lá rất là cực kỳ cao luôn, anh chị mình trồng thuần vườn nó còn cao to hơn như thế này nữa. Thì size cây chia sẻ cho anh chị mình là sẽ size như thế này, giá là 200.000 ha, size như chậu này là 200.000, còn size chậu to này thì giá khác nha, tại chậu to này em trồng chậu tác phẩm rất là lâu rồi. Ở cực kỳ đẹp luôn, lục đại thường chốt chi là mã A8, giá là 200.000. A8 lục đại thường, nó thơm mùi chanh xả rất là dễ chịu luôn nha anh chị mình. Mùi thơm hương nó khá là đậm đào, rất là dễ chịu nữa. Đậm nhưng mà nó không phải là gắt mà nó rất là dễ chịu nha. Ưng nhất là cái lưỡi của nó, ở trên nền xanh mà cái lưỡi tím nhung nữa rất là đẹp luôn ha. 200.000 chốt liền cho em mã A8 nha. Mã A8 200.000 cực kỳ đẹp luôn. Đó chị mình trồng vô mỗi chậu xong rồi, cây mà trồng chậu to như em như thế này nè, rất là mê. Có một vài anh chị ở khu vực miền Bắc, anh chị trồng cái chậu này, một cái chậu to gấp đôi của em như thế này luôn, nó ra hai hướng ba hướng nụ. Rồi một cái chùm mà ra khoảng tầm đây là 4 bông của em mà anh chị mình thấy không? Mà anh chị mình ra một lần một vòi 5 bông, 6 bông, 7 bông mà ra hai ba hướng luôn, nhìn rất là mê luôn nha anh chị mình. Đó, vừa đẹp vừa thơm nữa, nên là anh chị mình nhanh tay chốt liền cho em lục đại thượng 200.000 nha, mã A8 nha anh chị mình. Rồi em còn vài chậu cát tuyết hoa, một cái cây giống cát xưa của Đài Loan rất là lâu rồi và hiện tại lâu lắm rồi không có hàng. Đây thì cái cây này thì người ta trồng ở chôn gốc, chôn xuống dưới đây cũng muốn nửa chậu rồi, chứ thật ra thân của nó là cao như thế này nè. Đó tại chồng người ta trồng chậu nó sâu quá, em lục vườn á thì bây giờ đợt trước về được có một ít à, và giờ còn lại mấy cây lên cho anh chị nào chưa sưu tầm thì về mình chơi ha. Cát đây giao tuyết hoa, mình chốt cho em là cát tuyết hoa nha. Em không có lên mã tại vì nó có số lượng hàng nó không có nhiều, cái này không có lên mã, mình chốt cho em là cát tuyết hoa hoặc hoa trên màn hình anh chị mình theo dõi nha. Nó là hoa chùm rất là đẹp luôn và thơm. Những cây cát mini hoa chùm mà thơm thì cực kỳ ít ở, cho nên là những cây thơm mà hoa nhỏ như thế này thơm thì rất là ít luôn. Ở mình thích mà hoa mini hoa chùm thơm thì nhanh tay chốt liền cho em ha.
Tuyết hoa giá chốt cho em là 350.000 một chậu như thế này nha anh chị mình. 350.000 rất là đẹp luôn. Cây này cực kỳ siêu hiếm, cho nên chị mình mua những cây này về mình trồng, mình nhân giống ở vườn, sau này mình có thể chia sẻ ra rất là nhiều. Tại vì cái giống này rất là nhiều anh chị mình thích chơi, tại vì hoa nó rất là hoa chùm mà đẹp nữa, cho nên là rất là nhiều anh chị thích săn cái cây này. Thế nên là anh chị mình mua về mình hãy trồng, mình nhân giống, sau này mình hãy chia sẻ lại cho những cái nhà vườn, hoặc là chia sẻ cho nhà bạn bè mình cùng chơi á. Đó, rất là lợi luôn, rất là đẹp ha. 350.000 cho em chậu cá tuyết hoa nha anh chị mình. Anh chị thích mẫu hoa nào thì mình cứ ghi lại mã số nè, rồi mình xem trên màn hình em có mẫu hoa rồi mã số và tên cây kèm ở trên màn hình, hoặc là mình chụp hình mình gửi qua Zalo cho em, số điện thoại Zalo em cũng để trên màn hình video nè, và phần mô tả nội dung của video thì anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp qua đó để mình đặt hàng nha. Thì mình mua đơn hàng 3 chậu em vẫn sẽ miễn phí ship cho anh chị mình luôn, cho nên anh chị mình có lựa chọn mặt hoa mình thích và mình alo liền cho em nếu mà đặt hàng nha. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem hết clip của em mà em đã cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả cô chú.